Vào sáng ngày 27 tháng 3 năm 2014, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên, trong đó đáng chú ý nhất là sự thay đổi trong bộ máy nhân sự của ngân hàng này. Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Thị Xuân Loan từ nhiệm, kế vị là ông Nguyễn Quốc Toàn. Bà Nguyễn Thị Xuân Loan là nữ chủ tịch ngân hàng trẻ tuổi nhất tại Việt Nam. Bà sinh năm 1974, được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Nam Á Bank khi mới 37 tuổi. Ông Nguyễn Quốc Toàn, anh trai bà Loan, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Cầu Kim, Tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Cầu Nha Trang, Tổng giám đốc Công ty Hoàng Cầu Khánh Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thương mại Hoàng Cầu và thành viên Hội đồng Công ty Cổ phần Sài Gòn Nhà Đất. Ông Toàn sinh năm 1970 là cổ đông đang giữ hơn 1,4 triệu cổ phần của Ngân hàng Nam Á, chiếm gần 0,5% vốn điều lệ của nhà băng này. Ông Toàn cũng là đại diện phần góp vốn của bà Trần Thị Hường, hay được gọi là bà Tư Hường, với 15 triệu cổ phần, chiếm 5% vốn điều lệ. Trong những tờ trình xin đại hội thông qua lần này của Ngân hàng Nam Á, đáng chú ý có tăng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ lên 4.000 tỷ đồng, chào bán 100 triệu cổ phần ra công chúng và mở rộng mạng lưới. Trước những thắc mắc của cổ đông về hướng phát triển trong thời gian tới, liệu có tính đến kế hoạch sáp nhập, lãnh đạo của Ngân hàng Nam Á cho biết, nhà băng này sẽ tự tái cấu trúc để phát triển chứ không chủ trương sáp nhập.